Ở nhà hạn chế tối đa tiếp xúc xã hội theo tinh thần của chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, tuân thủ quy định để góp phần chung tay đẩy lùi dịch bệnh. Nhưng đối với nhiều người, đây cũng là lúc để tranh thủ dành thời gian cho người thân, lan tỏa tình yêu thương trong gia đình. Thế nhưng còn với những người tại những khu cách ly tập trung không gần gia đình, họ có những cách như thế nào để giữ được một tinh thần lạc quan tích cực trong suốt 14 ngày cách ly? Ghi nhận của phóng viên thời sự. Ra cửa xem hàng, bắn nhiệt anh em ơi. Ngày hai lần, bác sĩ lướt qua cuộc đời của bao nhiêu người. Các anh mang vác nặng, phân phối thức ăn suốt 5 tầng lầu. Hôm qua nhận 2 hộp sô-cô-la. Hôm nay có cả móc khóa con giáp theo đúng tuổi. Ký họa thay nhật ký. Cách mà anh kiến trúc sư Tăng Quang trở về từ Anh, tận dụng quãng thời gian ở khu cách ly tập trung. Với những lời chú thích dí dỏm, những bức ký họa của anh được cả chục nghìn người yêu thích và chia sẻ trên mạng xã hội. Chủ yếu là để ghi lại một khoảng thời gian đặc biệt trong cuộc đời và dành tặng một món quà tinh thần cho các anh chị y bác sĩ và cán bộ ở trung tâm. Ở trường quân sự quân khu 7, mình thấy mọi thứ ở đây giản dị nhưng rất ấm áp và chân thành. Mình thực sự rất bất ngờ vì mọi người quá tốt và mình đã có rất nhiều kỷ niệm đẹp ở đây. Đánh bóng bàn một mình, chạy bộ hay là chống đẩy? Anh Việt Dũng, một ca sĩ nhạc rock ở Hà Nội thì lại tận dụng quãng thời gian cách ly tập trung để khám phá tố chất vận động viên trong mình. Những lúc này mình càng cho rằng nó là một cái cơ hội tốt đối với bản thân để mà cho dồi thêm một số cái thứ mới, để mà sau khi mà đại dịch nó qua đi thì mình sẽ có những cơ hội làm việc tiếp theo, thì mình có thể sẽ là một con người mà tốt hơn, nhiều kỹ năng hơn. Trong thời gian đây thì mình cũng có viết một cái bài hát, nói chung là nhớ những cái mà sống trước đây chẳng hạn. Nhưng mình cũng tin rằng là khi mọi chuyện nó sẽ qua đi rồi thì những cái điều vốn thân quen đấy sẽ trở lại và nó sẽ càng, mình sẽ càng cảm nhận nó trở nên ý nghĩa hơn, đẹp đẽ hơn. Mọi những âm thanh rung động như đang hồi sinh phút trong, khoảnh khắc đâu đây vẫn tuôn vang tiếng chuông kinh cầu, mỗi đêm bất tận Hà Nội khi ta gặp em.